Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Buôn TV. Xin chào các bạn. Trong cái series du lịch thành phố Birmingham của mình, thì hôm nay mình mời các bạn đi tham quan một cái khu chợ trời, xem có gì khác so với một khu chợ ở Việt Nam hay không. Trước mắt của các bạn thì cái khu chợ này là nó bán có hai khu, một khu trong nhà là bán thịt cá và đồ gia dụng, còn bên ngoài trời này thì là nó bán hoa quả. Và bây giờ chúng ta sẽ vào bên trong cái khu bán thịt cá với đồ gia dụng trước, xem nó bán cái gì, có gì khác so với ở nhà mình hay không. Ở đây là khu không gian bên trong, trước mặt các bạn là cái quầy bán đồ điện, dây điện các thứ. Và ở trong này ấy, thì họ những người bán hàng bên trong này thường là người Ấn Độ, người Pakistan, người Anh, người Trung Quốc. Còn người Việt Nam mình thì mình không thấy bán ở đây. Việt Nam mình họ cũng có những cái shop bán đồ Việt Nam, nhưng mà họ bán riêng bên ngoài shop riêng, nhưng họ không bán ở trong cái khu chợ như này. Trước mặt các bạn là quầy bán giày dép, có cả gươm để thử, rồi đồ gia dụng như nồi niêu, bát đĩa như gì đấy, đủ thứ dành cho gia đình. Cái khu chợ này nó cũng rộng lắm, nhưng mà mình chỉ quay một phần của khu chợ thôi, tại vì nó quay nhiều thì cái video nó dài quá, để cho các bạn thấy xem là nó có cái gì khác biệt so với ở Việt Nam hay không. Theo như cảm nghĩ của mình thì nó bán đồ cũng giống như ở Việt Nam thôi, cũng chẳng khác gì khu chợ Việt Nam, chỉ có điều là người bán hàng khác nhau thôi. Còn người Việt mình thì rất là hay đến đây để mua, thường là họ đến đây họ mua thịt cá tại vì nó tươi. Đây là cái quầy bán mỹ phẩm, bán đủ thứ ở trong này, không thiếu cái gì. Đây phía trước này là chỗ này là bán bật lửa, và đây là quầy bán túi sách này, túi sách này, phụ kiện điện thoại, nó đầy đủ các thứ. Bây giờ chúng ta đến tham quan cái khu vực bán thịt. Thì khu vực bán thịt thì trong này họ cũng bán đủ các loại thịt, thịt gà, thịt bò, thịt cừu, họ làm sẵn cho mình. Bây giờ đây mình mua hai con gà thì mình thấy là nó cũng bên trong cái khu chợ này họ cũng bán đồ giống như là Việt Nam mình thôi. Họ cũng mời chào mình mua rồi nói giảm giá các thứ, ví dụ như là người ta biết mình là người Tàu mới người Việt hay vào trong này mua đồ, thì họ cũng biết mấy câu tiếng Việt mấy tiếng Tàu để họ chào mình nhé. Đây là quầy bán thịt này, ở trong này nó bán đồ tươi và rẻ, người Việt mình hay đến đây mua đồ lắm các bạn. Thịt bò rút xương nha. Đó, và đây là cái đùi bò, nhưng nó có cả nước. Nên bây giờ chúng ta sang quay tham quan cái quầy bán cá, thì nó bán cá tươi, cá khô đầy đủ, mực, ruốc, tôm, cua, nhưng mà nhiều lắm, mình chỉ quay một góc thôi, mình cũng không đi quay hết được. Cá đây mình cũng không rành lắm, mình chẳng biết là cá gì. Hôm trước mua hai con cá về của Tây về cũng chả ăn được, cái vị nó khác. Mình mua cá ở đây họ cũng làm cho mình nhau các bạn, mình mua con nào là họ mấy cái anh làm cho mình. Đây là cái quầy bán đồ của người Trung Quốc, thì người Việt mình hay đến cái quầy Trung Quốc này để mua gia vị, nó có cái vị tương đồng với người Việt của mình. Mình cùng ngắm qua một cái không gian xem như thế nào. Bây giờ chúng ta đi ra ngoài khu vực bán hoa quả. Ở bên ngoài trời thì ở đây họ
họ cũng bán đầy đủ các loại hoa quả rất là rẻ, dứa này, dưa này, gừng các thứ. Họ cũng mời chào mình, họ cũng nói nhiều lắm. Những cái bạn này bán hàng ở quầy này là người như là người Ấn Độ hay Pakistan gì đấy, tại vì hai người đấy họ giống nhau. Thì video của mình đến đây cũng kết thúc. Xin chào và hẹn gặp các bạn ở video sau. Hãy nhấn nút đăng ký để ủng hộ kênh.